Từng người và các đoàn Phật tử đang viếng thầy, mọi người hướng tới sắc thân thầy, đảnh lễ, nhìn thầy rồi trở ra. Không khí trong căn phòng sách này vẫn thanh tịnh, đơn giản như vậy. Thầy mãi là một tấm gương sáng trong không chút vấn vương bụi trần, rất xa mà lại rất gần. Thầy là Phật sống hóa thân đời thường, tấm lòng nhân ái yêu thương chúng sanh ở khắp bốn phương chân trời. Thầy mong cho mọi kiếp người chấm dứt đau khổ luân hồi tái sanh, bao năm chưa sửa một mình. Thầy ngồi viết sách tận tình dạy ta xây nền đạo đức tinh hoa, đạo đức nhân bản nhân quả thật là ân sâu, chân như tỏa sáng bấy lâu còn vang vọng mãi mai sau tiếng thầy. Thầy là ân nhân của nhân loại, vì những lời dạy đạo đức của thầy là thiền pháp, là con đường giúp cho chúng con thoát khỏi khổ đau, đem lại sự an ổn cho chúng con, gia đình và xã hội một cách cụ thể, thiết thực, không có mơ hồ. Đầu tiên là mọi người thoát khỏi ách của nạn mê tín, cầu cúng, vốn đè nặng lên tư tưởng của phần lớn mọi người. Tiếp đến là thầy khuyên chúng con giữ gìn năm giới để làm người có đạo đức, để chuyển đổi cuộc sống giúp cho bản thân được an ổn, gia đình hạnh phúc và xã hội bình yên. Thầy đã dạy biển khổ không bờ bến, nếu không có con thuyền tam vô lậu học, giới, định, tuệ thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Chúng con, những Phật tử cư sĩ còn được thầy dạy cho cách thức sống như Phật trong một ngày đêm, đó là ngày thọ bát quan tai. Ngày này, chúng con tập sống như Phật để giúp cho thân tâm chúng con thanh tịnh, an ổn, và để gieo duyên tu hành giải thoát của bậc xuất gia lìa thế tục. Nhờ có gieo duyên này nên đời đời kiếp kiếp sanh ra làm người liền được gặp chánh pháp, không gặp tà sư ngoại đạo. Ví như cây cổ thụ kia ngã về hướng nào thì bóng của nó sẽ ngã theo hướng ấy, người thọ bát quan tai giới cũng vậy. Thật là hữu duyên cho những ai được gặp chánh pháp, được thưa hỏi bên vị thầy đã làm chủ sanh già bệnh chết. Vào khoảng năm 2004, thầy đã mở lớp thọ bát quan tai cho các cư sĩ trên mọi miền Tổ quốc về học. Hôm nay chúng con vô vàn hạnh phúc vân tập về tu viện Chân Như là một vinh hạnh cao cả nhất. Vậy chúng con xin đề đầu đảnh lễ cung thánh pháp bát quan trai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Thông Lạc. Chúng con cùng đảnh lễ ba lễ. Thầy đã chấp nhận lời cầu thỉnh của quý Phật tử xin thọ bát quan trai. Trước khi thọ bát quan trai, thầy làm lễ quý Phật tử theo đó mà nghe, mà lắng nghe cho kỹ để rồi giữ gìn những giới luật đã được thọ. Bây giờ quý Phật tử chắp tay lên và đồng quỳ lên, thầy sẽ làm lễ. Hôm nay con đại diện ba ngôi tam bảo truyền thọ các giới của quý Phật tử, giữ gìn một ngày một đêm tu tập theo đúng tinh thần của đạo Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên chúng ta làm lễ Phật xong, bây giờ nghe thầy truyền giới tướng của tám giới thọ bát quan trai. Các con hãy lắng nghe từng chữ từng giới một mà trả lời. Nếu khi mà thầy truyền giới thì các con sẽ kính bạch thầy, con xin giữ được. Khi mà thầy nói hỏi cái giới đó có giữ được không thì các con sẽ xin là mình kính bạch thầy, con xin giữ được. Cố gắng giữ một ngày một đêm thôi, nghĩa là mình tu tập trong 24 tiếng đồng hồ thì mình giữ cho nghiêm túc, đừng có vi phạm trong tám giới này thì những pháp tu hành mới có kết quả. Đến đây quý vị đã hứa giữ tám giới tướng của bát quan trai
Vậy bắt đầu từ giờ này, quý vị phải nghiêm, phải giữ gìn nghiêm túc để thực hiện một ngày một đêm cách thức sống của Bậc Thánh Hiền, của Chư Tăng ngày xưa. Phải cố gắng tu tập, vì chính nhờ cách sống này mà quý vị sẽ tìm được chân giải thoát, ra khỏi sự khổ đau của kiếp người và chấm dứt luân hồi sanh tử. Chỉ duy nhất có con đường này mới đưa quý vị thoát khỏi biển khổ trầm luân. Lúc này là thời điểm gần trưa, các Phật tử ở những tỉnh xa cũng đã kịp về viếng thầy. Cùng là con dưới ngôi nhà chung đạo Phật, nhưng Phật tử kẻ tu như vậy, người tu thể khác, với đủ loại pháp môn, đủ loại hệ phái khác nhau. Phật thì đã cách xa chúng ta hàng ngàn năm, giáo pháp truyền lại thì bị tam sao thất bổn. Đấy là chiếc kể những kinh sách người sau viết, xong lại gán cho Phật với câu vào đầu như thì nhà văn, nghĩa là tôi nghe như vậy, vậy làm sao biết và ai xác nhận được pháp môn nào là của đạo Phật, pháp môn nào là không phải? Nếu không phải là một người tu chứng như Phật thì ai có thể xác định được điều này? Nếu thầy không xác định cho chúng con thì có lẽ lớp lớp thầy tu hành sẽ tiếp tục đâm đầu vào rừng pháp môn tường giải mà không có lối ra. Đạo Phật chân chánh có phương pháp đào tạo hệ thống hẳn hoi. Ngoài những phương pháp này thì không phải là pháp môn của Phật, thầy đã xác quyết cho chúng ta như vậy. Đạo Phật đã đưa ra cái chương trình giáo dục đào tạo chứ không phải để mọi người tự tu tự chứng được. Giáo dục, trong cái chương trình giáo dục đào tạo của Đạo Phật có 8 lớp. Lớp thứ nhất là chánh kiến cho đến lớp chánh định là lớp thứ 8. Mỗi lớp đều có những bài học rất cụ thể, đó là 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật. Không phải đi ra ngoài cái pháp này mà đưa cái pháp khác vào trong 8 lớp này mà học mà gọi là Phật giáo thì sai. Cái tiêu chuẩn học của Đạo Phật nó có 37 pháp để học tập, chứ không phải có một pháp. Mà người nào đưa một cái giáo pháp sai mà vào không đúng 37 pháp này là pháp của ngoại đạo, mượn danh Phật giáo. Cho nên ở đây không ai có thể, tôn giáo nào có thể lừa đảo đem pháp của mình để gạt Phật tử lừa đảo tu pháp khác được. Nhưng hôm nay thì chúng ta thấy rất rõ, theo giáo pháp của Đại Thừa thì chúng ta thấy hoàn toàn không phải là pháp của Đạo Phật, vì không nằm trong 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật và không nằm trong 8 lớp của Đạo Phật. Như thí dụ như niệm Phật cầu giảng sanh mà Phật tử đã từng nghe trong chùa Đại Thừa để dạy niệm Phật, vậy thì lớp bát chánh đạo của Đạo Phật nó ở nằm ở lớp nào? Nói chánh niệm là niệm Phật thì sai, bởi vì chánh niệm Đức Phật đã xác định là tứ niệm xứ, có phương pháp đàng hoàng, chứ đâu phải đem chánh niệm mà niệm Phật gọi là chánh niệm. Đó là mấy người đã hiểu sai. Cũng như chương trình giáo dục học ở ngoài đời thì nó có cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến trung học, đại học, thì nó có những cái bài vở học ở trên các cái trường lớp đó. Thì Đạo Phật nó cũng như vậy, cho nên mới gọi nó là chân lý. Nếu chúng ta không hiểu Đạo Phật chỉ là một bài pháp suông thì không đúng. Bởi vì từ cái lớp 1 thì nó có những cái bài vở cho cái lớp 1, mà cái bài vở cao cho những cái lớp cao. Cho nên trong 37 pháp môn để tu tập thì nó có những cái pháp cao và có những cái pháp thấp. Phải tu đúng, đừng có tu sai. Bởi vì chúng ta phải hiểu đúng, rất đúng thì chúng ta tu mới kết quả. Thì như vậy là 8 cái lớp mà chúng ta tu tập này, mỗi lớp phải tu tập những bài pháp nào để tu tập cái lớp đó, mà cái lớp đó nó thực hiện ở cấp nào. Bởi vì Đạo Phật có 3 cấp: cấp giới luật, cấp thiền định và cấp trí tuệ, chứ không phải muốn vô học muốn tu lu bù cũng được. Cho nên người cư sĩ người ta vào mà người ta theo Đạo Phật thì người ta học cái lớp đầu tiên là lớp chứng kiến. Người ta thực hiện giới luật của người ta đó là bát giới, 8 cái giới. Nhưng mà 8 giới gồm nó có 9 giới sa di ở trong đó rồi, cho nên gọi là thọ bát quan trai, có phải không? Cho nên người cư sĩ mỗi tháng họ phải dành cho họ trong 1 ngày hoặc 2 ngày để thọ bát quan trai. Họ sống như đời sống của người tu sĩ, họ tu tập đúng pháp để ngăn ác diệt ác,
lúc nào cũng tăng trưởng thân thiện, để họ sống cho đúng cách, rồi họ áp dụng vào trong những ngày mà họ tiếp duyên với nhau, họ làm công việc để sống, họ tiếp duyên để họ xả tâm họ. Thì khi một người cư sĩ mà họ tập tu như vậy á, đó là họ tập tu đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Đó là cái đạo đức của đạo Phật. Phần đông chúng ta được huấn tập cách sống thế mọi thứ là thật có, để rồi chạy theo lòng ham muốn của mình, để mà tranh hơn, tranh thua, để mà thương ghét, giận hơn, để mà khổ. Đó là chúng ta đã huấn tập sự hiểu biết có khổ đau. Thầy đã dạy chúng ta cách nhìn nhận hiểu biết mọi pháp đúng đắn, để chúng ta không còn khổ đau. Đó là chánh kiến. Cho nên chúng ta học chánh kiến như thế nào? Khi nhìn mọi vật, mọi đối tượng, mọi pháp xảy ra trước mắt họ, họ phải thấy như thế nào gọi là chánh kiến? Nếu mà thấy làm cho chúng ta giận hờn, phiền não, đau khổ thì đó là tà kiến, chứ không thể nói gọi là chánh kiến được. Do đó nếu mà chúng ta có tà kiến thì sẽ đem đến cho chúng ta những nỗi đau khổ cho mình và còn cho người khác nữa. Thì như vậy chúng ta là người thiếu đạo đức với mình và thiếu đạo đức với người khác. Cho nên quý Phật tử là những người chưa xuất gia đó, phải học cái lớp chánh kiến. Còn hiện bây giờ tu sĩ chúng ta cũng chưa có người nào biết chánh kiến. Nói thì chúng ta nói được, tôi nói tôi chánh kiến, nhưng mà hở ra chút thì giận hờn, phiền não, đau khổ, tham muốn đủ thứ trong này. Nhìn cái vật gì cũng thấy cũng muốn. Nhìn người ta nói một tiếng hơi nặng một chút xíu trái ý mình thì lại phiền não, lại tức giận. Chỉ như vậy rõ ràng là mình tà kiến hết. Nghe thấy những cái điều đó mà làm cho tâm mình bất an thì người đó tà kiến chứ không thể nào chánh kiến. Bởi vì đối chánh kiến của đạo Phật là đạo Phật, là đạo đức. Thấy một cái sự vật, đúng một sự vật, làm cho chúng ta cởi mở, không phiền não, đó là chánh kiến. Cho nên khi chúng ta học cái lớp chánh kiến phải một năm, vừa trong cái bài, những cái bài mà chúng ta học để thấm nhuần được cái những cái lý mà của Phật dạy chúng ta, rồi chúng ta lại tu tập rèn luyện, chứ không phải học suông không để mà hiểu rồi gọi là chánh kiến. Không phải, có phải sự tu tập nữa, rèn luyện mình ở trong những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Bây giờ nhìn mà nhìn như thế nào để biết nó là nhân quả, nó là thiện hay là ác? Thì khi mà người ta chửi mình phải nghe cái ngôn ngữ đó, lời nói đó, nó làm cho mình bất an ở trong lòng của mình, bất toại nguyện trong lòng của mình. Nhưng cái hiểu biết khi nghe cái lời nói đó, nó làm cho chúng ta cởi mở mà không có giận hờn phiền toái trong lòng của mình, thì đó mới là chánh kiến. Còn cái lớp chánh tư duy là chúng ta phải có sự suy tư, có sự nghĩ tưởng. Thì đây là những cái tâm niệm của chúng ta. Khi khởi lên một cái niệm thì chúng ta đưa một cái niệm đó thành một cái đề tài, một cái đề tài quán xét. Quán xét tức là tư duy. Khi mình chánh tư duy thì tất cả mọi ác pháp đều bị hóa giải ra hết, nó không còn làm cho tâm chúng ta đau khổ nữa. Thầy đã chỉ rõ rằng trong kinh Tứ Chánh cần dạy ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Đó là một phương pháp nỗ lực khi đã tu thiền. Hầu hết mọi người tu theo đạo Phật đều không nhận ra ác pháp và thiện pháp như thế nào, nên dễ tu lầm lạc. Do lầm lạc nên tu mãi không có kết quả. Đức Phật dạy lầu là khổ đau, vô lầu là hết khổ đau. Do đó chúng ta suy ra lầu là ác pháp. Vậy người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải ngăn ác, diệt ác thì còn có cầu mong tạo phước báo hữu lầu nữa hay không? Tu hành theo đạo Phật mà cố tạo phước báo cho nhiều thì con đường tu đi đến giải thoát được hay không? Đó là một câu hỏi để mọi người nhìn ra sự thật của kiếp làm người. Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện.
Vậy thì ác pháp là cái gì? Ác pháp là những pháp làm cho mình khổ mà người khác khổ. Đó là gọi ác pháp. Ví dụ như một người chửi mắng mình mà mình tức giận, mình chửi mắng lại họ, đó là ác pháp. Còn một người chửi mắng mình mà mình không giận hờn, phiền não và khởi lòng thương yêu người đó thì đó là không làm khổ mình, tức là thiện pháp. Và thiện pháp thì nó rất minh mông. Vậy thiện pháp nào mà Đức Phật sanh trưởng và tăng trưởng thiện pháp? Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chứ không phải ngồi đây mà mình nghĩ đi làm việc từ thiện hoặc là giúp đỡ một người nào đó, nó cũng là thiện pháp. Nhưng thiện pháp đó là thiện pháp hữu lậu chứ không phải thiện pháp vô lậu. Còn ở đây Đức Phật đi truy tìm cái pháp vô lậu chứ không phải đi tìm cái thiện của hữu lậu. Cho nên cái thiện mà vô lậu là cái thiện tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Giờ ở trước mặt thầy quý Phật tử ai cũng biết được cái trạng thái đó. Bây giờ chúng ta ngồi lặng lặng để chúng ta thấy cái tâm chúng ta không có một niệm nào hết. Đó là tâm thanh thản. Và hiện giờ chúng ta đang ngồi trên ghế, chúng ta nghe thân chúng ta không đau nhức tê mỏi, thì đó là thân an lạc. Và hiện giờ tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta không làm cho tâm chúng ta động, tức là bất động. Vậy tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự hiện giờ ai cũng có. Nghiệp tái sanh luân hồi, vấn đề tái sanh diễn ra như thế nào và tu như thế nào để chấm dứt tái sanh, thầy đã giảng giải rõ cho chúng con. Thì đạo Phật bắt đầu chúng ta giải quyết được tâm của chúng ta trước tiên, cho nên chúng ta phải làm chủ được cái tâm của mình trước cái tham sân si. Bây giờ thầy xin nhắc thêm để thấy được cái tham sân si của chúng ta. Tham sân si là cái nghiệp lực, hằng ngày chúng ta cứ bị người ta chọc ghẹo mình, lúc nào cũng sân, lúc nào cũng thấy cái này kia ham muốn, cho nên chúng ta quân cái ham muốn, quân cái sân thành trong cái lực, thành trong cái thói quen. Cái thói quen nó nằm ở trong tâm của quý vị ha, hoặc nằm ở ngoài. Có người nói khi mà chúng ta quân vậy nó nằm ở trong tâm. Sự thật ra thân tâm của chúng ta nó với cái nghiệp lực nó không có một mà nó hai. Cho nên một người chết rồi á thì không còn một cái vật gì hết, thì như vậy là rõ ràng nó nằm ở đâu mà đi đầu thai đây. Quý vị nghĩ, quý vị suy nghĩ kỹ cái chỗ này, họ rất khó hiểu. Bây giờ theo Đức Phật nói, thân ngũ uẩn của chúng ta nó diệt là diệt hết, không còn một cái vật gì hết. Nghĩa là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức như vậy. Thì người nào ở trong thân chúng ta, người nào có cái thân này thì cũng có ngũ uẩn hết. Nhưng mà khi chết rồi không còn có một vật gì trong đó hết, tan hoại hết. Không còn có một vật gì. Vậy thì cái gì mà còn tiếp tục luân hồi tái sanh này? Thì cái đó là cái nghiệp lực của chúng ta. Khi một hành động thì đưa ra như thế này, thì dùng một cái danh từ để dễ hiểu, đó là cái từ trường. Một hành động thầy đưa cánh tay ra thầy đánh người ta, thì cái hành động đó là hành động đó. Một lời nói của thầy nói ra một lời nói làm cho người ta đau khổ phiền não trong lòng người ta, thì cái từ trường nó vẫn còn. Nó thải rằng nó thành một cái lực, cái lực nó thành một cái từ trường, nó bao dây xung quanh một cái người ác, cũng như một người nói thiện làm thiện nó cũng bao quanh. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói những cái hành động thiện, những hành động ác nó theo chúng ta, nghĩa là như bánh xe mà theo kim con vật kéo xe, có phải không? Những cái hành động thiện nó theo chúng ta như hình giữa bóng, và đúng trong cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy mà. Vậy thì nó theo chúng ta chứ đâu phải nó ở trong thân tâm của chúng ta. Nếu mà thân tâm của chúng ta mà trong thân ngũ uẩn mà nó ở trong đó, tâm chúng ta là nghiệp, thì chúng ta chết thì cái nghiệp nó cũng chết mất, nó cũng tan hoại hết, phải không? Cho nên nó theo là nó ở hoài, nó theo. Như vậy quý vị không có nhìn thấy được cái ác của quý vị nó đang theo theo quý vị, và cái thiện nó đang theo. Bây giờ quý vị làm ác với cái đôi mắt của cái người có tâm minh, người ta thấy cái từ trường của quý vị ác quá, người ta biết. Quý vị không thấy biết quý vị đâu, nhưng mà quý vị biết được của quý vị là quý vị thấy được tai nạn, bệnh tật, đau khổ. Đó là nó tác động vào cái thân tâm của quý vị để cho quý vị phải trả những cái quả đó mà thôi. Chứ còn thân ngũ uẩn của quý vị nó không có dính với cái này đâu, nhưng mà ở ngoài nó có tác động vô, nghĩa là nó bao vây quý vị. Thì cho nên thọ khổ, thọ lạc đều là do những cái sự bao vây của cái nghiệp lực của quý vị. Cho nên khi cái thân quý vị mất rồi, hoại rồi, thì cái nghiệp lực này nó còn. Bây giờ nó còn nó để làm sao mà nó tái sanh đây? Nếu nó tham sân si, nó phải giống với cái những người tham si xung quanh nó đây. Nó giống ai thì những người đó làm cha mẹ đó đó. Còn cái thân của quý vị ngũ uẩn này nó hoại mất rồi, có phải nó tái sanh luân hồi bằng cái nghiệp lực ác thiện của nó không? Có đúng không? Quý vị làm ác, cái nghiệp lực đó nó nhiều, nó dày, nó mới đi tìm. Nó tương ưng với những người mà nghèo, khổ, đói khát, nhất là những người bỏng sẻn ích kỷ. Cái nghiệp lực mà bỏng sẻn nó cũng thành một cái bao quây của quý vị. Cho nên nó tương ưng với những cái người mà nghèo, đói nhất ở trong xã hội này. Cho nên có những người sinh ra
không có áo mặc, không có mình. Đó là những cái ác pháp. Còn chúng ta hung dữ, chúng ta chửi mắng, chúng ta giết hại loài vật, chúng ta luôn luôn không ăn thua đủ với mọi người, thì cái từ trường đó nó cũng thành cái nghiệp lực đó, nó tiếp tục tương ưng với những cái hạng người mà như vậy á, sẽ làm cha mẹ nó tiếp tục. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng cái thân của quý vị là cái tham sân si, nó không có tham sân si. Cho nên thầy ngồi đây nè, thầy bảo tâm thanh thản là vô sự, tâm thầy thanh thản là vô sự, nhưng cái từ trường ác của thầy nó vẫn còn đây nè. Cho nên nói sao mà tôi cố gắng tôi ly mà sao ly không hết. Tôi hãy ly cái từ trường của tôi nè. Bắt đầu thầy làm những điều thiện thì giữ tâm thanh thản, nó thải ra cái từ trường thiện đó, nó mới đánh ác được cái từ trường ác kia đi. Cái này càng lớn lên, mạnh lên thì cái từ trường ác kia nó bị dẹp xuống. Mỗi một niệm thiện mà hiện ra thì một niệm ác dừng lại. Có đúng không? Người ta chửi mình vui vẻ không? Thì cái niệm ác nó phải dừng, thì cái từ trường đó nó phải thải ra, cái nghiệp đó nó tăng lên cái thiện, thì cái thiện ác, cái từ trường, cái nghiệp ác nó phải giảm đi. Và cuối cùng nó giảm sạch xuống thì chúng ta hoàn toàn ngồi đây tâm không dừng được. Còn quý vị ngồi đây mà ức chế nó thì nó lại còn mạnh hơn nữa, nó nằm đây chứ nó đâu có mất đâu. Còn cái này thì cứ tăng trưởng cái thiện, thì tăng trưởng cái thiện vô lậu của thầy, tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Cho nên Đức Phật nói cái tâm mà thanh thản an lạc vô sự nó tương ưng với chư Phật, bởi vì nó có tham sân si đâu, mà tâm của thầy đâu có tham sân si, tại vì cái từ trường tham sân si của thầy hằng ngày thầy làm, thầy thải ra cả đống đây, nó bao dây thầy, phải không? Thầy đem ví dụ, cho nên Đức Phật nói thân ngũ uẩn này chết là không còn vật gì hết. Vào cuối năm 2005, tại tu viện Chân Như đã khai giảng lớp học chánh kiến. Đây là lớp đầu tiên trên hành trình này kể từ thời Đức Phật. Có một lớp học bát chánh đạo, một lớp học mà tập trung rất nhiều thành phần, từ những người già tới những người trẻ, cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi. Thầy đã dạy chúng con cách nhìn cuộc sống đúng đắn để không có khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc Như Lai Phật. Kính bạch chư tôn đức Phật tử, chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh, vì phước duyên chúng con được có mặt trong ngày khai giảng lớp Bát Thánh Đạo tại nơi bảo tượng này. Qua sự tìm hiểu của chúng con được biết chư tôn đức là những bậc thầy phạm hạnh. Chỉ có tu được tức là mấy con thắp lại ngọn đèn Phật Pháp, làm sáng tỏ nghe thương giúp cho mọi người chi thường thử. Các con thầy đang dịu dụ trọng cách của những con thân này còn cực khổ, vừa đi về phía trước còn nhiều gian khổ, không phải đơn giản, nói thì dễ nhưng làm không phải dễ. Hãy mừng chịu, hãy gắng sức, hãy vươn lên, đừng chùn bước trước những sự khó khăn nào. Hãy tập luyện tâm thần, nghĩ rằng người tu hành sẽ chuyển được nghiệp quả hơn đời vũ kiếp của mình. Cho nên ngay trong giờ này, phút này hãy có gặp nhiều khó khăn, Phật pháp dễ cũng khó, nhưng tại chúng ta hiểu lầm, chúng ta hiểu sai, thì chúng ta tập sai, làm cho Phật pháp khó chứ không phải. Thầy nghĩ rằng Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Câu nói thì nghe dễ, nhưng thấy lỗi mình có làm lỗi mình thấy nhiều là khó hay không? Nhiều khi mình làm lỗi mà mình không thấy lỗi, mình cứ thấy mình nhầm. Cho nên câu nói đó không phải vậy. Nói thấy đừng thấy lỗi người không nghĩa là chúng ta là một người có chánh tri kiến mà cái người làm sai chúng ta không thấy sao? Khi mà chúng ta không bị dính mắt, không nói ra những sự sai của người khác, chứ chúng ta biết người đã làm sai. Cũng như có một người sống với thầy, tâm họ sân hận dữ dằn, thầy biết họ sân hận dữ dằn chứ thầy biết chứ, tức là thầy cũng hiểu họ sai đó chứ, họ ác pháp chứ, thầy biết chứ, nhưng thầy không nói sai mà thầy thực hiện như họ. Cho nên thấy lỗi mình để mình sửa, thấy lỗi người mà mình có sửa được lỗi người đâu, mình có khuyên được họ đừng sân đâu. Cho nên biết lỗi họ nhưng rất thương họ mà thôi, chứ không giận hờn họ, không tức giận. Đó là lời nói của Đức Phật, thấy lỗi mình không thấy lỗi mình. Có nghĩa là mấy con cứ nghĩ là người tu theo đạo Phật không thấy lỗi người khác. Thấy chứ, người đó bởi vì Đức Phật dạy chúng ta chứng kiến, thấy người đó sân biết sân, thấy người đó tham biết tham, thấy người đó tham ăn tham ngủ biết suy mà mình thấy biết rất rõ chứ đâu phải. Ví dụ như bây giờ mình ở trong thất mà mấy con thấy người đó tu sai, mấy con cũng biết sai chứ,
nhưng khả năng cũng không đủ để mấy con giúp đỡ họ đâu. Mấy con nói họ không nghe đâu, cái lời nói của mấy con chưa có trọng lượng, và tại vì mấy con tu chưa xong, cho nên vì vậy con phải tu cho mình. Vì vậy mà Đức Phật bảo cái việc mình từng xây dựng được, nếu mà còn lâu thì mình đừng sẽ thấy lâu đang nói, nhưng mình biết trước sau là không biết. Ví dụ cái giờ này là giờ mấy con phải thức dậy tu, mà mấy con còn ngủ thì cái người mà thức dậy tu họ cũng biết mấy con sai đó chứ, nhưng họ không nói. Chỉ có thầy nói, nhưng mà thầy cũng ủng hộ con để mấy con cố gắng khắc phục cái điều gì, cái tham ngộ của mấy con mà thôi. Chứ họ biết chứ, họ biết hết, họ, nhưng họ không có ủng hộ, bởi vì họ là người chưa chết. Cả cuộc đời thầy là tấm gương sống vì lợi ích chúng sanh, và thầy luôn mong muốn mọi tu sinh cũng như vậy. Làm sao dù một phút giây còn giữ lại được hơi thở thì mấy con còn phải sống, sống vì mọi sự đau khổ của con người trên thế gian này, để làm gương hạnh, để nói lên tiếng nói, để giúp cho họ sống đạo đức. Thì thầy ước muốn chứ đừng tu tập rồi mấy con bỏ ra đi, tội nghiệp cho con người trên hành tinh này lắm. Họ có biết gì đâu, họ chỉ theo quy luật của nhân quả mà chạy theo vòng tròn của nhân quả, đời này đến đời khác họ làm sao thoát khỏi? Nếu không có Phật, nếu không có kinh nghiệm tu hành của thầy, thì ngày nay làm sao có nền đạo đức nhân bản nhân quả này giúp cho loài người? Thì làm sao có ngày mấy con được làm chủ sự sống chết, chấm dứt được luân hồi, thoát ra dòng tiền tỏa của nhân quả? Như sư tử không đồng, an tình giữa các tiếng. Như gió không vướng mắc khi thổi qua màng lưới. Như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt. Hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Thầy đã dạy, độc cư là bí quyết của thiền định. Mọi người về tu tập nhưng vẫn chưa thoát khỏi thói thường thế gian, vì thế mà có sóng xô biến động. Nhưng thầy vẫn luôn khuyên chúng con, trong cuộc đời đầy đau khổ này, chắc chắn ai cũng muốn an vui, giải thoát. Nhưng vì vô minh nên họ nói và làm theo bản năng tự nhiên của họ, sao cả con không tha thứ và thương yêu nhau? Thầy thường nói, sự tu chứng đạo là điều quan trọng, còn sóng gió chỉ là chuyện tâm thương, có đáng gì để cho cả con để ý. Thế mà cả con lại quên đi, không giữ tâm bất động. Chuyện đời như cả con đã biết, chỉ có hơn thua, ganh tì, tranh chấp vì danh vì lời, mà giày xéo lên nhau, luôn làm khổ mình và người khác khổ. Có đáng gì cho người tu theo Phật giáo quan tâm không? Nó chỉ là chuyện trẻ con, cả con hãy buông xuống hết. Những đứa con yêu thương của cuộc đời thầy, khi gặp nhau trong những ngày đầy cay đắng, gian nan, muốn cứu giúp cả con thoát khỏi vòng tay khổ đau mà không giúp được, vì cả con không nghe lời thầy. Hết mưa rồi lại nắng, cả con phải tu tập giới luật cho nghiêm chỉnh, phải biết buông xả, phải biết tập sống làm khổ mình của người, phải biết yêu thương và tha thứ mỗi lỗi lầm, phải biết không nói xấu ác cho người, phải biết sống như con tê như một sừng, phải biết giữ tâm không phóng dật, phải biết chứng đạo ngay liền trong cuộc sống hàng ngày của cả con. Tiếc là lớp học chưa đủ duyên để được hưởng sự đào luyện nếp sống đạo đức tròn vẹn của thầy. Nhưng hôm nay thầy nhắc lại cho quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử, các pháp trên thế gian này là vô thường, không có vật gì là thường hằng hết. Chúng ta đừng bám víu nó, buông xuống đi. Như thầy đã làm một cái bài kệ mà thầy đã nhắc, từ khi thầy chứng đạo bước ra khỏi cửa thất, thầy đã nhắc cái bài kệ đó: buông xuống đi, hãy buông xuống đi,
chứ giữ làm chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vạn sự vô thường buông xuống đi. Hai chữ buông xuống thì nghe nói rất dễ, nhưng sao xuống quá khó. Dạy quý Phật tử thấy tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, thế mà buông không được. Như hồi nãy thầy nói, muốn buông được điều này thì chúng ta phải đi vào 8 cái lớp học của đạo Phật thì chúng ta sẽ buông không khó. Lời thầy còn mãi đâu đây, các pháp trong thế gian này là vô thường, nó sẽ không chờ đợi một ai. Hôm nay chúng ta còn gặp nhau, nhưng ngày mai hay vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Do biết các pháp vô thường như vậy, nên trong cuộc sống chúng ta hãy thương yêu nhau hơn, đừng tìm cách hại nhau mà nhân quả không tha thứ cho một ai. Nếu thời tiết nhân duyên đến thì có trốn đâu cũng không khỏi. Nếu có trường lớp mà từ khi thầy triển khai chánh pháp của Phật thì hôm nay chúng ta không những có cả 100 người chứng đạo mà có cả 1000 người chứng đạo. Quý Phật tử thấy khi cái trường lớp mà dạy học chữ nghĩa, nếu chúng ta thấy con em của mình đưa vào trường lớp học có thầy giáo dạy từ lớp 1 đến lớp đại học, thì chúng ta thấy từ cái chỗ không biết chữ, các con cháu em út của chúng ta sẽ đọc được chữ. Từ đó chúng vào đại học trở thành những người có kiến thức, học hiểu. Thì tu học theo Phật giáo cũng như vậy, chúng ta chưa giải thoát, nhưng theo trường lớp đào tạo chúng ta sẽ được giải thoát. Anh chúng ta bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên trường lớp để hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập rất cần thiết. Thầy ước mong sau ngày mai tu viện Chân Như sẽ có 8 cái lớp học. Thầy ước ao điều đó. Và thầy còn ước ao rằng tu viện Chân Như sẽ có khu an dưỡng để giúp cho những người già không người thân neo đơn được về đây, thầy nuôi dưỡng an ủi cho họ trong tuổi già. Và những trẻ em mới lớn lên được nuôi dưỡng trong môi trường đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, từng hành động sống hàng ngày để tạo cho chúng quen đi cái hành động tốt đẹp đó, làm cho xã hội của chúng ta ngày một tốt đẹp, mọi người sống có đạo đức, biết thương nhau và tha thứ cho nhau. Hiện giờ các tu sinh về tu tập có môi trường quy củ như thế này, phải biết rằng bao công lao của thầy và các Phật tử chung tay tạo dựng. Khu tu học Phật hiện nay là khu chuyên tu bây giờ. Thầy đã đứng ra xây cất. Cô Trang và thầy Mật Hạnh phụ giúp với thầy cùng với nhiều Phật tử góp sức tôn tạo. Nếu ai đến với đạo Phật để mong cầu một điều gì đó thì họ đã lầm. Đến với đạo Phật là đến với đời sống đạo đức. Nhờ đạo đức mà chúng ta mới khổ đau. Vào đạo Phật thì chỉ có học đạo đức thôi, không có gì khác hết. Bởi vì Đức Phật có xác định cho mấy con nghe, đạo đức không làm khổ mình, khổ người là mục đích của đạo Phật. Người nào mà không làm khổ mình, khổ người là người đó vô đạo. Thầy luôn mong muốn cho dân tộc Việt Nam ai cũng sống đạo đức. Trong chuyến thăm thầy của đoàn cán bộ vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ do vụ trưởng Bùi Hữu Dược dẫn đầu, vào cuối tháng 4 năm 2012, thầy đã gửi gắm những tâm tư của mình. Thăm tu viện và thăm trưởng lão và mang tới cho trưởng lão những tấm lòng và sự kính trọng. Thầy sẽ đứng trên góc độ đạo đức của Phật giáo, không làm khổ mình của người, để soạn những kinh sách này mà dạy cho các cháu của chúng ta. Dân tộc của chúng ta sống có đạo đức, không làm khổ mình của người. Một lời nói mà làm khổ người nhất định là không nói. Một cái hành động nhìn ngó hoặc đi mà làm cho người ta khổ trong lòng nhất định là tư duy suy nghĩ không nên làm điều đó. Điều đó là không phải đạo đức của người Việt Nam. Đạo đức của người Việt Nam là đạo đức không làm khổ mình khổ người, mới thực sự là đạo đức của người Việt Nam. Vì vậy cái sự truyền thừa này cần phải có sự đóng góp rất nhiều. Những cái bộ sách của thầy sau khi viết xong, thầy sẽ gửi cho Bộ Quốc gia Giáo dục. Bộ Quốc gia Giáo dục mới soạn theo từng lớp, từ thấp đến cao,
cho các em học sinh học trường ở trong đất nước của chúng ta. Như vậy là đem lợi ích rất lớn cho dân tộc chúng ta. Một người dân là một người sống có đạo đức, không phải thiếu đạo đức. Đạo đức là hàng đầu. Đạo đức là đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, mọi gia đình. Cho nên điều mà thầy quan tâm hôm nay á, với chiếc áo tu sĩ của mình cho xứng đáng với chiếc áo tu sĩ á, thì nền đạo đức của dân tộc Việt Nam phải được triển khai. Tôn trưởng lão đã dành thời gian tiếp đoàn và có ý kiến với đoàn về những tình cảm và trách nhiệm của trưởng lão trong việc tu hành, muốn góp phần xây dựng đạo và xây dựng đời. Thì xin thưa trưởng lão, ở góc độ công việc chuyên môn, ở cương vị cá nhân, điều gì mà giúp được trưởng lão phát huy tốt giá trị đạo đức, giá trị căn bản của đạo Phật, thì anh em ban tôn giáo không hề có từ nan gì. Muốn thế giới có hòa bình thì có người cần phải rèn luyện sống đạo đức. Tại Đại hội Phật giáo Thế giới năm 2008 tổ chức tại Việt Nam, thầy đã nêu câu hỏi cho hội nghị. Thầy nêu cái câu hỏi như thế này: những pháp gì cụ thể thực tế của Đức Phật để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh? Thầy chỉ hỏi câu hỏi như thế. Thì các ông đại diện cho Phật giáo Liên Hiệp Quốc không trả lời. Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này được, bởi vì hầu hết là Phật giáo ở đây thì chúng tôi chỉ nói chung chung chứ không thể biết cái pháp nào mà thực tế cụ thể để đem lại cái, để ngăn chặn cái sự xung đột về chúng ta. Thì thầy không nói gì hết, bởi vì bây giờ mình thầy biết rằng họ không hiểu được. Phật giáo có một cái nền đạo đức nhân bản là năm giới, có phải không? Mà có cái nền đạo đức nhân quả thập thiện mà họ không xoáy vào cái cụ thể đó của đạo Phật và những cái đem lại cái sự ngăn chặn cái sự xung đột và hòa bình cho thế giới thì không phải là cái nền đạo đức này sao? Con người ta sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết lại trở về với nhân quả. Do không rõ luật nhân quả nên chịu mãi trôi lăn trong muôn đời muôn kiếp mà không biết lối thoát ra khỏi nhân quả. Người hiểu biết luật nhân quả luôn giữ gìn mọi hành động, thân, miệng, ý, làm thiện với mình, với người, chẳng hề làm một điều ác nào cả, để mình không khổ và người khác không khổ. Cho nên, mọi người đến với thầy, luôn được thầy dạy sống đạo đức để mà vượt lên nhân quả. Còn mấy con còn cư sĩ, mấy con chưa có hết mình trong cái khuôn khổ mà sống độc cư trọn vẹn, mấy con sống tiếp giao với mọi người. Thì bất cứ mọi cái sự việc xảy ra làm cho buồn phiền trong gia đình, có chuyện gì xảy ra, tai nạn gì đó, thì đây là nhân quả. Tâm đừng có gian lận, tất cả đều phải trả nhân quả thì tâm mới còn sẽ an ổn. Thấy biết nhân quả, cho nên mấy con dùng nhân quả, dùng cái hiểu biết nhân quả thì giúp cho mấy con được giải thoát, được bình, cái tâm mấy con không bị. Mấy con nhớ đó là cái phần tu sĩ. Tâm chúng sanh vốn đồng, để suy nghĩ này để suy nghĩ khác, không có lấy một phút giây bình lặng, ngoài trừ những lúc ngủ say. Nhờ thầy mà chúng con có pháp để đem lại những phút giây bình an vô giá trong cuộc đời. Thầy dạy rằng pháp Phật giải thoát không có thời gian đến để mà thấy. Lúc nào tâm được an ổn, mình có lấy vàng mua cũng không được. Chạy theo dục lạc thế gian thì khổ. Giải thoát là do nơi mình, mà không giải thoát cũng do nơi mình. Nhớ là những chuyến công du cho các Phật tử khắp cả nước tỉnh thầy, nơi nào có dấu chân của thầy là nơi đó có sự bình an, đoàn kết, có ánh sáng của nền đạo đức nhân bản nhân quả, có những hạt giống giải thoát được nảy mầm. Bảo vệ thì cái đạo đức nó sẽ của loài người nó sẽ và cái người Việt Nam là cái người đầu tiên để mà thọ hưởng cái nền giáo dục đạo đức đó từ Việt Nam. Thì thế giới sau này thì mọi người ở trong thế giới sau này thì họ cũng nương theo cái nền đạo đức đó mà họ sử dụng đưa đất nước, cái dân tộc họ có mặt đều lấy cái từ cái kinh nghiệm của đất nước Việt Nam của chúng ta, một vinh dự lớn mà thầy đã đặt ở đất nước này. Một cái nước nước thiệt là chịu nhiều đau khổ trong nhiều cuộc chiến tranh,
mà có một nền đạo đức vĩ đại trên thế giới thì không có. Các con được biết như vậy thì vậy mà các con phải cố gắng nghe lời dạy của thầy, cố gắng cùng đoàn kết thương yêu nhau để xây dựng được cái nền đạo đức cho đất nước này. Cái đây là cái nhiệm vụ của mình. Trong chuyến thăm các Phật tử miền Bắc lần cuối vào cuối năm 2011, tới đâu đấng cha lành cũng tha thiết nhắc nhở đàn con tu hành, vì được thân người là khó. Hôm nay thầy xin nhắc lại một lần nữa, được thân người là khó, mà được chánh pháp của Phật còn khó hơn. Và mỗi lần có điều gì mà làm khổ mình khổ người thì chúng ta khởi một niệm trong đầu: hãy thương yêu và tha thứ. Nhưng hôm nay thầy chỉ có ý với mấy con là phải lập trường vững chắc để chúng ta bước vào con đường đạo Phật, để chúng ta được giải thoát hoàn toàn đời quá khổ mấy con. Tất cả những gì mà cuộc đời chúng ta sống ở một chút là chúng ta thấy khổ đau, muốn chấm dứt sự khổ đau đó, chỉ có con đường của đạo Phật mà thôi. Vậy hôm nay thầy xin nhắc lại, được thân người là khó. Vậy tu như thế nào để làm chủ được sự sống chết thì nó mới không uy phí của một đời người. Vì được thân người là khó, cho nên phải nỗ lực tu tập đúng cách thì mới làm chủ được thân người. Nhờ thầy tạo duyên nên chánh pháp ngày càng được lan rộng khắp dân gian. Trong số đó có nhiều Phật tử trẻ cũng đã may mắn gặp được pháp thầy. Tuổi trẻ đã xuất gia, siêng năng tu pháp Phật như trăng tọa đêm rằm, soi sáng khắp thế gian. Thời gian không chờ đợi một ai cả. Bóng thời gian một tấc vàng, tấc vàng tìm được không gì khó, tấc bóng thời gian khó hỏi an. Đừng để thời gian trôi qua, nó mất đi rồi lấy lại không có được. Thầy muốn sự ra đi lặng lẽ, không muốn làm đồng chúng, nên đến mãi 1:30 chiều cả tu sinh mới được báo tin thầy tịch. Khi ai tin, phần đông im lặng, có những ánh mắt băng khoăn, có những người thảng thốt sao động, và cũng có tu sinh xúc động bật khóc thành lời. Quý tu sinh là những người con thân thương đang trực tiếp tu tập phẩm hành giải thoát theo giáo pháp của Phật mà thầy đã dừng lại làm gương cho người cư sĩ, là đại diện cho nhân loại trên hành tinh này, nối tiếp ngọn đèn chánh pháp mà thầy đã thắp sáng. Trách nhiệm này rất lớn, quý tu sinh có biết không? Người tu sĩ ba y một bát, như cánh chim tung cánh giữa bầu trời, vẫn bước đi thanh thản giữa cuộc đời, không bị mắc hồng trần một hạt. Sau khi tu xong, vì lòng thương tưởng chúng sanh mà thầy đã ở lại để dừng lại chánh pháp, cho chúng ta có phương pháp tu hành làm chủ sống chết. Thầy muốn quý Phật tử tu hành được giải tỏa hoàn toàn để chấm dứt khổ đau, đó chính là cách báo đáp công ơn của thầy. Tuy năm nay thầy đã 80 rồi, nghĩ rằng thầy đã lớn hơn Phật. Phật có 80, Phật nhận niết bàn. Còn thầy hôm nay lớn hơn Phật mà thầy chưa nhập niết bàn là vì trách nhiệm của mình. Khi tu xong thầy đã quan sát, thầy thấy duyên chúng sanh khó độ lắm mấy con. Nhưng mà thương mọi người, nếu bỏ ra đi nhập niết bàn thì ai là người mà thay thầy dạy cho Phật tử tu hành đấy? Thầy biết ở lại dạy chúng sanh tu hành là quá cực, quá khổ, gian khổ vô cùng, nhưng không nỡ bỏ. Hôm nay chính vì cái duyên mà gieo duyên Phật pháp mà bây giờ mấy Phật tử mới tập trung về đây đông đảo như thế này. Nếu mà thầy không gieo duyên, không khởi lòng yêu thương thì hôm nay không có người nào biết Phật pháp đúng. Đối với thầy chẳng sợ bất cứ một cái điều gì, đúng là đúng, sai là sai. Bởi vì những cái gì sai trong Phật giáo thầy đều dạy chỉ rất rõ ràng để chấn chỉnh lại Phật giáo, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo của người Việt Nam chứ không phải Phật giáo của người Trung Quốc, mà từ lâu chúng ta đã ảnh hưởng Phật giáo của Trung Quốc.
Cho nên chúng ta tu chẳng tới đâu. Vì vậy hôm nay Phật giáo Việt Nam sẽ có nhiều người chứng đạt với niềm tin của Thầy, với sự tha thiết tu hành của quý Phật tử. Thầy tin rằng ngày mai dân tộc Việt Nam sẽ tu hành làm chủ sinh già bệnh chết như Phật. Trong số Phật tử chúng ta, ai thực sự là người con hiện thần với Phật, với Thầy? Không ai có thể nào vừa lòng được, kể cả Đức Phật cũng nào vừa lòng mình được. Nhưng khi mà tâm mình đã đi được nước pháp thì một người kẻ thù của mình cũng hàm vừa lòng mình, có đúng không? Là đúng vậy. Thế cho nên là chỉ có người học trò mà hiếu thuận với Thầy thì chỉ có khi ta đi được nước pháp mới thực sự là biết nghe lời Thầy thôi. Còn bình thường thì vẫn sợ, vẫn nể, vẫn tôn kính, nhưng mà vì họ bất lực thì họ chấp nhận một cái lỗi lầm. Anh cũng không biết điều đấy. Như vậy là người Phật tử dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, khi tâm đi dục lìa pháp thì ngay đó họ là người con hiểu thần với Phật, với Thầy. Vào cuối tháng 5 năm 2012, Thầy đã cùng với các quý tu sinh và Phật tử thăm lại Hoàng Sơn, dấu tích cái lòng của tâm tin cầu sự giải thoát của người. 19 tháng trời Thầy đã được nhìn thấy Phật, chỉ ăn lại cái gì để sống, để cho tận mọi người tu hành. Hòn Sơn đã in đậm hình ảnh của bậc chân tu quyết xả sạch các pháp thế gian. Về lại nơi đây, Thầy dạy rằng chỉ có buông xuống hết mới có sự giải thoát. Thầy đã ở Hòn Sơn khoảng gần một năm trong cả hang đá. Những thợ rừng thỉnh thoảng mang cơm gạo cùng dân thầy. Thầy thấy không tiền nên tập ăn rau và lá cây rừng để sống. Suốt thời gian trên đỉnh Hòn Sơn, trong hang núi ma thiên lãnh, sống bằng lá cây rừng và rau xà lách son, trong bằng ao nước giữa hai tảng đá to lớn, người thầy thanh thao và gầy gò. Nhờ sống được như vậy nên thầy tu tập dẹp sạch vọng tưởng, ngồi bất động 3-4 giờ dễ dàng. Tuy nhiên những đêm khuya thanh vắng, tiếng tàu đánh cá ngoài khơi văng vẳng gợi lên lòng thương nhớ mẹ và em nơi quê nhà. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu không sao trả lời được. Bây giờ pháp môn tri vọng vô phương không dẹp được những loạn tưởng này. Bây giờ thăm lại nơi thành tích này, người đã dạy đạo Phật không khó, chỉ có triển khai chi kiến để được giải thoát. Chúng ta không tu tập sửa hơn ai mà chúng ta tư duy suy nghĩ ngay từ tâm của chúng ta có thấy sự giải thoát hay không, có làm khổ mình khổ người hay không, như chính là cái sự tu tập. Cho nên con đường tu của đạo Phật là con đường rất dễ. Tu bằng trí, tu bằng cái tư duy giải thoát. Nhưng chúng ta cần phải có chứng kiến, bởi vì trong đó chánh đạo không có những chứng kiến mà có lớp thứ nhất. Vậy mà chúng ta không học cái chứng kiến mà chúng ta tiến làm sao hết ra khổ được. Cho nên chứng kiến mấy con sẽ học như thế nào, thấy đúng nghĩa này thì mấy con thấy chứng kiến như thế nào. Thấy một ẩm thì vô cùng tốt quá. Chúng ta cho mấy con bé như vậy, mấy con có biết bao nhiêu thì con cùng nó ăn cái cây đó. Các con đâu cũng con tìm hiểu sẽ phải có. Do đó mấy con mình đã làm cái gì đó, mấy con biết khi đó hoặc làm một cái điều gì đó thì mấy con là tìm cách dùng một cái rìa, dùng một cái dao hoặc là dùng một cái vật gì đó làm cho những con vật đó lìa ra khỏi cái cây đó và những đó. Sống ở trên hành tinh này chỉ biết yêu thương và tha thứ nhau mà thôi. Mục đích của Thầy là làm sao cho con người biết yêu thương và tha thứ nhau để chúng ta sống với một sống tình thương chân thật từ đáy lòng của chúng ta. Chúng con may mắn có người Thầy mà đức hạnh là cả một đời tu hành không làm khổ bất cứ chúng sanh nào.
Thầy mãi là tấm gương đạo đức cho nhân loại trên hành tinh này nói theo. Đạo Phật giải thoát ở chỗ tri kiến giải thoát. Thầy luôn nhắc nhở chúng con, đạo Phật không phải khó tu, làm người ai cũng có trí tuệ. Chỉ chúng ta triển khai trí tuệ, đừng chạy theo ham muốn, dục vọng thời gian, mà dẫn vào con đường giải thoát như Đức Phật, thì chúng ta sẽ được giải thoát ngay liền. Người chứng đạo là người sống đầy đủ với trí kiến giải thoát. Tất cả những gì trong cuộc sống của thầy, ai chữ ai mắng thầy, không biết giận hờn một người nào cả, đó là cái hiện thực mà thầy đã chứng nghiệm qua bản thân của mình. Ai nói xấu, nói xa, nói gì thầy, thầy vẫn thản nhiên. Thầy thấy trên đời này không có gì xấu, khi mà mình làm xấu mà mình che đậy mới là xấu. Còn mình không làm xấu thì ai nói gì mình cũng chẳng xấu. Bởi vì mình có làm đâu mà mình xấu. Cho nên nó là sự thật. Đối với thầy, hoàn toàn sống bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, bằng tri kiến hiểu biết của mình mà được giải thoát như vậy, chứ không có gì khác. Cho nên đạo Phật gọi là tri kiến giải thoát. Những gì cần thông suốt phải thông suốt. Chúng ta thông suốt mênh mông, nhưng rốt cuộc rồi chúng ta giận hờn phiền não, thì cái thông suốt đó có lợi ích gì? Như một nhà bác học, như một người có học vị cao nhưng tâm vẫn còn phiền não đau khổ, vẫn còn sân giận tức giận. Còn một người mà thông suốt được tri kiến của Phật, hiểu biết được đạo đức nhân bản của Phật, thì người ấy không còn giận hờn phiền não. Thì đó là những cái học để giúp chúng ta được giải thoát, được đem lại sự bình an. Chính đó là những gì cần thông suốt, phải thông suốt. Nếu không thông suốt những điều này thì tâm chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên tiếc gì chúng ta chưa có mở được trường lớp để dạy sự thông suốt này. Bây giờ con người đó, người ta chửi người đó, người ta không giận, vui vẻ, hoàn toàn không buồn, thương yêu và tha thứ. Thì cái người mà biết thương yêu, tha thứ, không giận, không ngờ, người đó là Phật. Dù người ta không nói người ta là Phật, nhưng chúng ta thấy cái sự sống, cái hành động của cái tri kiến, của sự hiểu biết của họ, thì chúng ta hiểu họ là Phật. Chứ đâu phải Phật khó tu đâu. Đạo ta là đạo trí tuệ, chứ đâu phải đạo ngu ngốc ngồi như một cây. Bây giờ ngồi 5-7 giờ để thành cây, thành đá làm chi vậy? Có lợi ích gì cho các con? Đạo Phật đã xác định thế giới quan chỉ là một điểm giao giữa không gian và thời gian. Tại đó vạn vật hình thành do duyên hợp, không có gì là ta, của ta là bản ngã của ta. Các hệ phái tôn giáo phát triển thì làm cả việc cúng bái, tụng niệm, cầu an, cầu siêu. Đánh vào tâm lý dân tộc ta là uống nước nhớ nguồn nên phát triển rất nhiều, mặc dù đó không phải là pháp môn đưa đến sự giải thoát. Cho nên để phối hợp với chân lý giải thoát,
cần phải biết hàng phục những tình cảm thương tình thế gian. Đến đây, chúng ta mới thấm thía nỗi sự gian truân trong quá trình giáo hóa chúng sanh của Thầy như thế nào. Nhưng chân lý mãi mãi sẽ là chân lý, sẽ không thể mất đi được. Chúng con khuyên mọi người hãy hướng về Thầy, vì Thầy ân nhân của nhân loài, người đã dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Chỉ có đạo đức mới quân bình được cuộc sống đang phát triển về vật chất của con người, mới đưa con người tới hạnh phúc chất thật được. Sau khi Thầy Bảo Nguyên đọc tiểu sử tóm lược về Thầy và bài cảm tưởng của tu sinh Tâm Như, Thầy Thích Mật Thành đã đọc lời cảm ơn để kết thúc tang lễ vào hồi 16 giờ chiều. Vén vẹn thời gian chỉ có 16 giờ đồng hồ kể từ lúc Thầy tịch, một đám tang đơn giản, không hao tổn công sức và thời gian của quý Phật tử, nhưng chu đáo, một đám tang văn minh. Tôi xin cảm ơn quý đại biểu, bà con và Phật tử xa gần đã không quản ngại đường xá, thu xếp công việc về đây tham dự góp phần làm buổi lễ này thêm long trọng. Xin chân thành cảm ơn. Được non hẹn một lời thề, được đi đi mãi, không về cùng non. Nhớ lời hẹn nước thề non, được xuôi ra biển, lại mưa về nguồn. Thầy là người có công dừng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng ngọn đèn đạo đức nhân bản nhân quả cho nhân loài. Chúng ta không có quyền để nó bị dìm mất một lần nữa. Thầy đã dừng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên nền đạo đức nhân bản nhân quả cho nhân loài trên hành tinh này. Nay Thầy ra đi, để lại giáo pháp và những mầm non giải thoát. Nhiều trong số đó nay đã trưởng thành. Xưa, Đức Phật đã di chúc lại cho các đệ tử lấy giới luật và giáo pháp làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì nay, Đức Trưởng Lão cũng vậy. Chùa Am, tu viện chân như là nơi truyền thừa nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Thầy Thích Mật Thành đã được thầy truyền trao trách nhiệm kế thừa truyền thống đó, tiếp tục duy trì phụng sự Phật pháp, dẫn dắt Phật tử đi theo chánh pháp, tiếp nối sự nghiệp đạo pháp mà Đức Phật và Đức Trưởng Lão để lại. Sau khi tu xong, lúc mẹ thầy mất, thầy xin một đứa cháu về nuôi và đặt tên là Mật Thành. Mật Thành được dạy phương pháp tu hành xả tâm, nên lúc nào cũng thương yêu và tha thứ khi có ai nói trái ý, nghịch lòng. Vì thế, gương mặt của Mật Thành lúc nào cũng hiền từ, hiện ra sự an lạc vui vẻ. Nhờ tin nơi thầy mà thầy Mật Thành mới có được như ngày hôm nay. Về người học trò bé nhỏ, thân thương và rất đỗi hiếu thuần, thầy đã nói: Mật Thành đã đặt trọn niềm tin ở thầy từ lúc đến với thầy mới 7-8 tuổi cho đến ngày hôm nay. Vì thế thầy dạy đâu, Mật Hành cố gắng thực hiện đến đó và thực hiện rất đúng lời dạy, không bao giờ làm sai. Do sự không là không hành sai và cố gắng năng nổ tu tập giờ rất nghiêm túc, chịu khó sống độc cư, không nói chuyện với ai, dù là bạn bè thân thuộc, dù là cha mẹ anh em ruột thịt. Có ai nói điều gì thì chỉ cười gật đầu mà thôi. Tất cả là vậy. Thường sống thu thủi một mình trong thấp và tìm mọi cách tránh né bạn bè, đó là thực hiện những lời dạy của thầy và rất tinh tấn không làm sai.
còn hầu hết tất cả các tu sĩ cũng như cư sĩ về tu hành với thầy đều không tu đúng lời dạy của thầy. Ăn uống thì lặt vặt, không điều độ, ngủ nghỉ thì tùy theo hướng riêng, sống đập cư thì không nghiêm túc, lén lút nói chuyện với bạn bè, với khách thập phương, với dòng họ và ông thân thuộc. Vì thế trải qua 7-8 năm trời tu hành chẳng ra gì. Giờ đây nhìn lại gương mặt hạnh, lấy đó mà làm khuôn mẫu để tu hành giải thoát. Cho nên về đức hạnh, mặt hạnh cũng hơn ai hết. Về thiền định thì cũng khó có ai sánh bằng. Nhờ tính ở thầy mới có được như ngày hôm nay. Chùa Am, tu viện Trần Như được truyền thừa đến nay là đời thứ 6. Dẫu ban đầu còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng nhất định thầy Mật Hạnh sẽ vững tay chèo lại con thuyền tu viện Trần Như đi đúng đường lối đạo đức văn hóa nhân bản nhân quả của Phật giáo, tiếp nối mang mạch chánh Phật pháp mà Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy công dựng lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Kính thưa toàn thể đại chúng, hoàn hạnh có đôi lần cảm ơn quý Phật tử gần xa đã về làm dự lễ tang của Đức Trưởng lão đã ra đi. Hôm nay hoàn hạnh tiếp nhận chi chúc này, hoàn hạnh sẽ hết sức cố gắng duy trì mạng hoạch chống Phật pháp do Đức Phật vạch ra và Đức Trưởng lão đã ghi nhận lại. Trước và sau khi Đức Trưởng lão của chúng ta nhập diệt thì quý vị tin như vẫn không vẫn luôn mở rộng mở để đón nhận và tạo điều kiện cần thiết cho các chúng sinh về tu tập, nhưng cũng không lôi kéo nắm giữ tu sinh khi họ có ý muốn ra đi. Từ thời Đức Phật cho đến Đức Trưởng lão của chúng ta thường nhắc nhở: sau khi gặp diệt hãy lấy giới luật ta làm thầy, chỉ có giới luật mới bảo vệ và đưa các con đến con đường giải thoát. Còn về sự hoạt động trong tu viện từ trước đến nay vẫn tiếp tục và duy trì theo lời chỉ dạy của Đức Trưởng lão, không thay đổi. Mà cạnh cũng mong muốn chúng ta tiếp tục đoàn kết và xây dựng tu viện ngày càng vững mạnh và phát triển. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi.